Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Mời các bạn cùng xem tập 19, Cuộc đời vẫn đẹp sao? Lưu gặp rắc rối, Luyến giúp đỡ và thổ lộ tình cảm. Tập 19 của phim Cuộc đời vẫn đẹp sao tiếp tục mang đến cho khán giả những tình tiết gay cấn và cảm động. Trong tập này, Lưu gặp rắc rối lớn khi làm mất xe của khách hàng trong lúc làm bảo vệ. Anh bị buộc phải đền tiền cho khách hàng, mà số tiền đó chính là số tiền anh dành dụm bao năm qua để cưới vợ cho con trai là Thạch. Luyến sau khi biết việc, cô hết sức lo lắng, không suy nghĩ nhiều, cô chạy sang nhà Lưu hết nước chấm để hỏi han tình hình. Dù sao cô cũng là người chịu ơn Lưu biết bao lần trong quá khứ, giờ anh gặp nạn khiến cô không khỏi đau lòng. Cô đã liên hệ với người bạn của mình, một luật sư giỏi và uy tín, để xem có thể giải quyết vụ việc cho Lưu không. Lưu buồn bã ngồi uống rượu và than thở. Anh nói với Luyến rằng anh đã làm bảo vệ trong xe để kiếm thêm thu nhập, vì anh muốn cưới vợ cho con trai mình là Thạch. Anh nói rằng anh đã dành dụm suốt chục năm qua, từng đồng từng xu, để có được số tiền đó. Anh nói rằng anh đã mơ ước một đám cưới hoành tráng và ấm cúng cho con trai mình, để bù đắp cho những năm tháng khó khăn mà anh và con trai đã trải qua. Anh nói rằng anh không ngờ rằng một ngày nào đó, anh sẽ phải dùng hết số tiền đó để đền tiền cho khách hàng. Anh nói rằng anh đã không cẩn thận khi làm bảo vệ trong xe, và đã để cho kẻ gian lấy mất xe của khách hàng. Anh nói rằng anh đã bị khách hàng tố cáo và buộc phải bồi thường. Anh nói rằng anh không biết phải làm sao bây giờ. Luyến quyết định dùng tiền của mình để trả nợ cho Lưu, nhưng không nói cho anh biết. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.